Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Showbiz New. Chúc các bạn luôn tràn đầy năng lượng và niềm vui trong cuộc sống. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Triệu Lệ Dĩnh đã sử dụng thần thái của Thẩm Vũ trong Kẻ Sát Nhân Là Ai để đạt được hiệu quả chuyển đổi hình tượng như thế nào? Là tác phẩm thứ 3 của nhà hát Sương Mù năm 2021, Kẻ Sát Nhân Là Ai dù ngay từ đầu đã bị chế giễu, nhưng sau khi bộ phim công chiếu kết thúc đã giành được danh tiếng tốt, có thể coi đây là sự tiết kiệm một chút danh dự cho nhà hát Sương Mù mùa này. Ngoài sự đảo ngược của lời truyền miệng, đảo ngược của cốt truyện, sự hấp dẫn còn đến từ sự đảo ngược vai trò của nhân vật chính Thẩm Vũ do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai, là diễn viên chính kiêm đại diện chủ đề của bộ phim truyền hình này. Trong 6 tập đầu tiên, so với kỹ năng diễn xuất của Tiểu Dương và Đồng Tử Kiện, Triệu Lệ Dĩnh đã từng vướng phải nghi vấn rằng lời thoại của cô chưa đủ tốt để cầm trịch bộ phim. Với sự đào sâu của cốt truyện, Thẩm Vũ đã thực hiện hàng loạt hành động điên rồ để bảo vệ cha mình, tạo cho Triệu Lệ Dĩnh nhiều không gian để biểu diễn. Điều thú vị nhất là sự phấn khích vô tình và biểu cảm cười của Thẩm Vũ, tin rằng sẽ kiểm soát được mọi thứ, thực sự khiến nhiều khán giả phải khiếp sợ. Có thể nói, góc nghiêng của Thẩm Vũ xứng đáng có tên trong hành trang những vai diễn đại diện sau này của Triệu Lệ Dĩnh. Điều khiển những vai diễn phức tạp là điều mà khán giả luôn yêu cầu, kỳ vọng vào Triệu Lệ Dĩnh, Hoa Đán sau năm 1985. Ngay cả hiện tại, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Lưu Diệc Phi vẫn say sưa với những dự án được quan tâm trong giới cổ trang, nhưng phải thừa nhận rằng những gì mà vai diễn cổ trang có thể mang lại cho họ chỉ giới hạn ở việc tương tác và duy trì đĩa cơ bản toàn quốc, chứ hai điểm này không phải là phần thưởng quá lớn đối với các Hoa Đán sau năm 1985 đã nổi tiếng. Căn cứ vào những yếu tố trên, thời đại rối cổ từng thuộc về Hoa Khôi 85 quả thực đã trở thành dĩ vãng, một mặt nguồn lực đang giảm dần về những gương mặt trẻ và mới, mặt khác khán giả có sự mệt mỏi về mặt thẩm mỹ đối với các Hoa Đán sau năm 1985 trong phim cổ trang hoặc phim thần tượng. Quay trở lại với Kẻ Sát Nhân Là Ai của Triệu Lệ Dĩnh, tài sản của Triệu Lệ Dĩnh là Thẩm Vũ đã khám phá ra một khía cạnh khác trong vai trò diễn viên của cô. Sự lựa chọn của cô đối với vai phản diện, nhân vật Thẩm Vũ cũng cho phép nhiều khán giả khám phá một vai diễn khác của Triệu Lệ Dĩnh trong những năm đầu đời. Nhân vật Lưu Ly trong Cung Tỏa Trầm Hương cùng là một nhân vật phản diện có cùng một mặt con người phức tạp. Lưu Ly tệ đến mức Triệu Lệ Dĩnh đã vô cùng nhập vai. Chỉ là vai Lưu Ly có khả năng thu hút người hâm mộ kém hơn nhiều so với các nữ chính của bộ phim thần tượng truyền hình giống như Lục Trinh, Sam Sam, Hoa Thiên Cốt. Mặc dù khía cạnh dễ thương của Triệu Lệ Dĩnh trên màn ảnh được yêu thích vô cùng, nhưng với tư cách là một diễn viên, cơ hội để cô ấy có thể thử những vai diễn ba chiều phức tạp và có thể thay đổi chính mình, làm mới mình trong từng vai diễn. Triệu Lệ Dĩnh sử dụng một vai diễn đặt tỷ lệ ngược truyền miệng, vai Thẩm Vũ trong Kẻ Sát Nhân Là Ai là một bất ngờ thú vị. Và vai diễn xuất sắc nhất năm 2021 nên trao cho ngôi vị Hoa Khôi sau năm 1985 Triệu Lệ Dĩnh. Đây là lúc thực sự cần phải xem xét nhiều hơn đến khả năng sáng chói của các nhân vật. Triệu Lệ Dĩnh khiến khán giả mong chờ những tác phẩm tiếp theo của cô. Video của mình kết thúc rồi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.